Hàn Quốc, Con Rồng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo, có phần biểu diễn của ca sĩ Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10 cùng vũ. Rất cần cử cán bộ về từng cơ
say nhìn cuộc sống đổi thay lòng vui vô hạn. Con đã còn dẫn đi đầu trong đôi mới vàng có qua rồi cuộc sống sinh sôi. Đẹp sao nhà hát hòa bình mầm non đến bậc cơ sở, khuyến học khuyến tài xây dựng trí cho tương lai. Hôm nay hát mấy bài chị ba? Hát mấy bài? Hai bài hả? Dạ, em hát một bài ạ. À. Một bài hả? À? Dạ, anh Nhật Minh có hát không? Dạ, không ạ. Không ạ? Ờ. Hôm qua anh hay hát ở dưới ngôi sao miệt vườn, hay quá trời luôn. Có không? Dạ. Rồi. Ủa anh hai mặc nguyên bộ vest màu trắng nhìn dễ thương lắm. Nhìn ánh viên soi đường, suốt dọc đường chính phủ năm qua, cảng luôn là ánh sáng, là niềm tin, tiên phong dựng lối cho phong trào cách mạng Việt Nam. Từ đây. Người đẹp, dung dân, dung vẻ đó cả nhà. Đây là hậu trường của Sa và cả nhà. Thì khoe cũng mới gặp chị ba. Còn bên đây là nghệ sĩ Quận Long, nghệ sĩ nhân dân Quận Long. Minh Dương xin kính chào quý khách kính mến. Năm mới Minh Dương kính chúc lãnh đạo quận 10 cùng quý khán giả năm mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an, vạn sự thành công, mọi chuyện đều tốt đẹp. Minh Dương hát bài Tân Cổ Giao Duyên, tác giả Đăng Minh, bài giọng cổ được mang tên Con Bướm Sinh. Xin cảm ơn, Minh Dương xin kính chào, tạm biệt. Và xin mời nghệ sĩ nhân dân sẽ nắng lại sân khấu ít phút để dựng hoa từ các đồng chí lãnh đạo quận 10. Và kính thưa tất cả quý vị, tính đến năm nay thì nghệ sĩ nhân dân Minh Vương đã ngoài 70 rồi à. Nhưng quý vị có thấy là nghệ sĩ Minh Vương trang đầy sức sống không ạ? Dạ, bao nhiêu ạ? Dạ, ca bài nữa. Dạ, do chương trình chúng ta rất là dài, cho nên là chắc mong là nghệ sĩ nhân dân Minh Vương sẽ thông cảm và chúng ta sẽ có một dịp khác để tái ngộ cùng khán giả được không ạ? Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời sân khấu đồng chí Lê Văn Minh, thành ủy viên, bí thư quận ủy sẽ lên gửi tặng bó hoa tươi thắm cho nghệ sĩ nhân dân Minh Vương.
được trân trọng cảm ơn phần tham gia biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Minh. Và kính thưa tất cả quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay và để thay đổi không khí, xin mời tất cả quý vị đại biểu và toàn thể quý bà con nhân dân, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục xiếc đôi tạo hình nghệ thuật qua phần chính, cũng như là đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Máy em không mở đèn LED lên được ta? Thank you.